Mình chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video hôm nay sẽ trả lời có rất là nhiều bạn hỏi con chim bông lau đít đỏ và con chim bông lau đít vàng, con nào hot hay hơn, cách chăm sóc như thế nào. Cái dòng này vào cám nó rất là đơn giản nhé các bạn, vào cám nó cực kỳ dễ. Tại cái dòng này là cái họ chào màu các bạn đó, nó ăn chuối, các bạn chỉ cần bóc nửa trái chuối và chấm cám vào là xong các bạn. Bạn làm giống như vậy từ một tuần lễ là nó biết ăn rất là nhanh nữa bạn. Các bạn bóc nửa trái chuối chấm cám vào giống như mình làm vậy, mắng vào cái lồng các bạn, rất là dễ. Cái dòng này là cái họ chào màu, nó ăn chuối. Ở đây mình có con đít vàng vừa mới sưu tầm được đó, điều đó các bạn. Đây và một đỏ đây các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn xem nó hot như thế nào nha các bạn. Theo bạn con nào hay hơn? Đang thắc mắc hãy theo dõi kỹ nha. Rất là đẹp trai. Các bạn. Các bạn, bây giờ mời các bạn xem con đít vàng hot nha. Thank you.
nó chưa được sung lắm các bạn, nó mới kẹt kẹt cơ, nó chưa có chơi. Cũng trồng đít vàng này thì ở miền Nam nha các bạn, đít đỏ thì ở miền Trung với miền Bắc, còn đít vàng thì nó ở miền Nam đó các bạn. Hai cái con này để phân biệt con nào hay hơn cũng rất là khó các bạn, hai con ngang ngửa nhau. Cái con đít đỏ á, cái giọng nó trong hơn, lớn hơn, còn đít vàng á thì giọng nó hơi hơi khàn hơn chút à, các bạn, nhưng mà nó cũng líu đều là như nhau à. Cái dòng này ở miền Nam còn có tên gọi khác là con hoành hoạch líu, bởi vì nó hót là nó líu, con nào nó cũng líu, nuôi tới là nó đều giăng cánh nha các bạn. Cái dòng này họ cho màu, hai con kè vào nhau nó sẽ giăng cánh đấu các bạn à, mình nuôi tới chim á, căng lửa là nó sẽ hót đấu, hai con kè vào nhau là nó đấu giống như cho màu. Để mà phân biệt chính xác con nào hay hơn con nào cũng rất là khó, tùy các bạn thôi đó, bạn cho con nào hay thì nó hay, tại hai con này theo mình thì nó ngang ngửa nhau. Nhưng con đít đỏ thì nó bự hơn nha các bạn, nó bự con hơn à, đít nó đỏ hơn, nhìn tướng nó có thể là đẹp hơn à, các bạn à, bự hơn con đít vàng à, đít đỏ là bự hơn đít vàng mà. Cái màu sắc của trên cái lông đó, trên lông trên lưng đó, đó là nó màu mun, màu tro á các bạn đó. Còn anh đít vàng này thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó hơi lợt hơn chút, nó lợt màu hơn chút. Cái dòng hai cái con này để so sánh với nhau nó không khác gì cái con năm màu bụng vàng và năm màu bụng trắng hết đó các bạn đó. Theo bạn có năm màu bụng vàng và năm màu bụng trắng con nào hay hơn? Rất là khó phân biệt à, người thì thích bụng vàng cho bụng vàng hay, người thích bụng trắng cho bụng trắng hay, thì con này cũng vậy, không khác gì nhau các bạn. Có rất là nhiều bạn thích cái con đít đỏ, nhưng mà cũng không ít người khoái cái con đít vàng à, hai con này cũng ngang ngửa nhau. Rồi bạn có ý kiến gì để lại bình luận dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây là tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Rồi, xin chào tạm biệt ạ.